Hello các anh chị em. Thật ra thì mình cũng ít khi để ý đến cái chuyện của VinFast là cái gì nữa. Nhưng mà thấy dân tình xôn xao về cái chuyến tàu vận chuyển xe giả thật, thuê hay là mua, sơn hay là Photoshop, thì tò mò tìm hiểu thử. Thì mình thấy có nhiều cái điều mình muốn chia sẻ với các bạn, rất là hay. Con tàu này nó có tên là Silver Queen. Đây là trên cái tên cái thân tàu có chữ Silver Queen, rồi ở giữa nó có cái logo của hãng SIM Car Carrier, là nó là một cái công ty vận chuyển xe của người Na Uy. Silver Queen này là nó dài là 182 m, chiều ngang nó là 30 m, tức là rất là bự. Lá cờ của nó là Panama IMO, gọi là International Maritime Organization. Cái số này các bạn nhớ đi tìm cho đúng cái số này mới là đúng cái con tàu này, bởi vì cái số này nó không có thay đổi, còn cái số mà MMSI này nó có thể thay đổi khi mà mình bán, hoặc là khi mình đổi tên nó, mình đăng ký qua cái nước khác, quốc gia khác, thì cái số này nó thay đổi. Tại sao mà cái người chủ này là một người ở cái chủ hiện tại, nó truyền qua rất là nhiều đời chủ rồi. Cái chủ hiện tại này thì nó dùng cái lá cờ Panama, mà nhưng mà người nó không phải là người Panama. Bởi vì cái nước Panama này nó chỉ có một cái công ty hàng hải, dân số thì rất là ít, chỉ có cỡ khoảng 3 triệu người. Nhưng mà nó có rất là cả hàng chục ngàn những cái tàu mà hàng hải chuyên chở xuyên đại dương. Là bởi vì là nó ở đó cái những cái luật lệ thoải mái. Các bạn biết ngân hàng hay là về chuyên chở rồi gì, họ cũng là nghe cái tên Panama là biết rồi. Con tàu này nó được chế tạo vào tháng 11 năm 2009. Có công ty của nó là, mình đọc mình thấy vậy, công ty của nó là của Trung Quốc. Và người chủ của nó thì được truyền, đây là cái tàu hồi tháng 9 á, nó đã reset như vậy rồi. Thì cái con tàu này nó có nhiều tên. Tháng 9 là nó được chế tạo ra. Thì tháng 10 nó xuất xưởng, là cái người chủ đầu tiên đặt tên của nó là CSAV Rio Aitata gì đó. Cái chủ này mà có ba cái, nhưng mà cái lá cờ thì khác nhau. Cờ này của Libya, cờ này của cái thuộc địa của Anh. Đó, từng năm nó đổi chủ đổi khác á. 3 năm sau cái này cũng cùng một chủ nhưng lại đổi đi cái lá cờ khác. Đó, tùy theo họ đăng ký hay cái gì nó khác. Cái này thì cũng trở lại cái lá cờ cũ. Qua tới Đức rồi qua trở lại Libya rồi trở cuối cùng á là của Panama. Thì khi qua trước khi đổi qua Silver Queen á, thì nó có tên là Sim Plato. Bạn thấy cái số MMSI này á nó thay đổi ha, tùy theo chủ hoặc là tùy theo cái họ đăng ký cái quốc gia nào. Cho đến hôm nay thì nó là cái tên này thì đặt lần đầu tiên họ thấy là 28 tháng Giêng năm 22, lần cuối họ thấy là 22 tháng 11 năm 22, tức là hôm nay đó. Đây, bây giờ nó đang ở đâu thì các bạn xem ở trong cái Fleetmon này các bạn sẽ thấy. Hiện tại thì nó đang hoạt động. Cái tàu này dùng để chở là xe cộ. Một cái chuyến tàu này họ chở được là 5.000 chiếc xe. Đó là mình nói sơ qua về cái lịch sử của cái chiếc tàu Silver Queen này. Khi nó vô Việt Nam thì nó có cái tên là VinFast. VinFast rồi có cái logo này dán lên. Người thì nói Photoshop, người nói là thế này thế nọ. Còn người thì nói sơn lại. Bây giờ thì mình đi từng cái chi tiết mình để mình coi nó như thế nào ha. Ở đây thì các bạn xem là nó có cái cửa vậy, cũng có chữ V bên. Thì cái kế tiếp thì các bạn thấy bên này thì nó không có cửa, tức là nó ở phía bên kia cái thân tàu. Ở phía bên kia, nhưng mà đặc biệt chữ VinFast này nó không có cái logo chữ V nữa. Và bạn thấy ở dưới này nó có cái khoảng hở ha. Cái này là họ chụp thêm sau thôi để bổ sung cho cái đầu tiên là chỉ có một cái tấm hình này để lên. Thì những cái tấm hình phụ sau nó không những là không có bổ sung được chứng tỏ đây là sự thật, mà nó còn làm lộ ra nhiều cái. Ví dụ như là bên này thì người ta nói tại sao chữ V lẫn ở đằng mũi, mà chữ V này thì ở bên đằng đuôi. Người ta thắc mắc.
Nhưng mà mình thì giải thích được cái phần này. Cái ở đằng mũi này, cái chữ V này ở đằng mũi, chẳng qua là họ chụp ở phía bên kia tàu. Bên này bạn thấy nó không có cái cầu thang á. Cái bên cũ này á, nó có cái cầu thang đây hay là cái cửa hay là cái gì đó. Thì nó khác, hai bên nó đi, một bên á, thì nó đi từ đuôi tới đầu. Một bên á, thì nó đi, cái chữ VinFast á, thì nó đi từ đầu tới đuôi, là chữ bình thường. Bởi vì ở trên cái hình của tàu chính nó cũng vậy. Đây, cái chữ SIM này á, là cái công ty shipping này, nó cũng một bên có cái cửa này á, thì nó đi từ đuôi lên đầu. Rồi, một bên á, cái đuôi á, có cái cửa này á, thì nó đi từ đuôi đến đầu phải không? Là cái mà á, thì nó đi từ đầu đến đuôi. Cái logo mình chỉ để ý cái phần logo là cái logo của hãng SIM, là cái shipping, cái công ty shipping này á, là nó có bốn cái sọc đỏ đó. Thì nó giống như một cánh bườm thôi. Đó, bạn thấy không? Nó cũng giống bên kia thôi. Bên mà có cái cầu thang này á, thì cái logo này nó nằm sát, nằm về phía đuôi. Mà bên có nằm ở phía đầu. Thì chuyện bình thường, thành ra không có thể căn cứ ở trên này mà nói là không thật. Tại vì cái chữ này á, là chỉ là mặt này với mặt kia của cái chiếc tàu này thôi. Cái điều mình muốn nói ở đây á, là bổ sung cho cái chiếc tàu, cái VinFast nó bị người ta nói giả thật rồi này kia, người ta mới cho thêm những cái hình ảnh giống như thật vậy. Thì bạn thấy Photoshop quá dở đến nỗi cái con tàu bị hở dưới nằm trên cái mặt nước luôn, nó hở một khúc. Rồi chỗ này quýnh quán làm sao quay nước cha chữ vi đi. Ở đây thì chiếu từ xa. Cái bạn thấy nhìn về cái khoảng cách con tàu này dài 180 mét bạn nha. Mà bạn nghĩ cái khoảng cách từ cái tàu nhỏ này qua ra đây, bạn thấy có đúng không? Cái này là ghép vô thôi, nó không có đúng. Nếu muốn chụp chiếc tàu mà 180 mét như vậy, người ta phải đứng rất là xa chứ không phải cái khoảng cách như vậy đâu. Giới thiệu các bạn. Đây, ví dụ ở đây. Cái hình ảnh đầu tiên á, nó là đơn giản này cho beginner thôi. Cái effect này cho mấy người bắt đầu thôi, còn làm những cái pha mà kịch liệt hơn nữa chứ đừng có nói chỉ thêm cái chữ trên tàu rồi ghép với cái tàu con đang chạy thì cái chuyện quá dễ. Ví dụ anh chàng này đang đi lên đồi cái khúc vậy đó, ghép vô lửa cháy rồi ghép đủ thứ vô. Bạn thấy không? Chuyện bình thường. Ghép này rất dễ. Ở đây là cũng là lắp ghép vô nữa thôi. Mà con tàu này là con tàu có thật. Nhưng mà cái chữ này á, bạn thấy ở phía trước này nó vẫn còn vàng ố cái theo năm tháng mà. Tại vì tàu này cỡ chừng vài năm á, khi sang chủ là họ có thể đổi tên nè. Rồi họ có thể sơn màu khác. Hồi trước á, là nó màu đen, rồi chuyển qua màu xanh lá cây, rồi chuyển qua màu xanh dương, rồi chuyển qua màu đỏ. Nó có cái thời kỳ của nó chứ không phải là luôn luôn màu này. Thì để lát á, thì mình sẽ đưa các bạn xem những cái hình là nó hoang rỉ như thế nào. Rồi nó được sơn sửa lại mới như thế nào. Còn đây ngay trên cái tàu này bạn thấy từ chỗ này mới rồi chỗ này vẫn còn cũ. Con tàu chính thức của nó trong khoảng thời gian đó. Để mình đây. Đây là con tàu hồi mà cũng các bạn để muốn xác định đúng là cái con tàu nó không. Bạn dồn cái số mà có IMO này là 9427938 nha. Phải dồn đúng cái số đó mới là đúng cái con tàu mình là nó siêu vật. Silver Queen này chẳng qua là cái tên một cái thời kỳ thôi. Nhưng mà cái số này là cái số không có thay đổi. Bạn thấy là hồi nãy mình cũng nói cái này rồi đó. Nó thay đổi từ khi xuất xưởng cho tới khi mà hiện tại bây giờ là nó đã 2, 4, 6, 8, 9. Có số 9, cái con số MMSI. MMSI là chỉ chữ viết tắt Maritime Mobile Service Identity. Nó gồm có 9 cái con số 2, 4, 6, 8, 9. Nó con số này thay đổi tùy theo cái đăng ký với lại cái cờ với lại cái chủ nó đăng ký ở đâu. Cái hình này á, bạn thấy cái mỗi cái hình này chụp á, khi upload lên một cái site nào, cái đây là Flickmon, thì họ có để luôn cái exif luôn. Cái exif ở trong này tức là cái thông tin về cái tấm hình đó, chụp bằng camera nào, chụp ngày nào, exposure là bao nhiêu, aperture bao nhiêu, focal length bao nhiêu, là nó hiện ra hết. Cái brand name của cái camera nó cũng có luôn, cái ngày đồ này kia, để bạn biết cái thông tin về cái tấm hình đó. Hiện tại bây giờ thì nó đang ở Việt Nam. Bạn có thể bấm tiếp cái này. Trên này á, là hải trình của con tàu Silver Queen này. Như các bạn thấy hồi nãy á, là Silver Queen á, là nó có từ hồi 28 tháng Giêng năm 2022 cho tới hôm nay á, là 22.
tháng 11 năm 22, tức là mới có 10 tháng thì nó đi, cái con tàu nó đi được chừng, bạn thấy nó bắt đầu từ đây, không biết nó bắt đầu từ đây ha, ở đây cái vùng địa trung hải phải không ta, nó có thể cái đây, North Atlantic Ocean, đó đi qua đây, nó đi qua đây rồi nó đi lên đây, không phải đây qua đây, đại khái nó đi vòng vậy trong này, nó đây là châu Âu đây. Châu Âu, qua châu Mỹ, đi qua Mỹ, ở trên hướng New York rồi xuống Florida. Cái này chiếu rộng ra là nó đi hai vòng qua lại nè. Nó đi tới rồi đi lui, còn tới đây nó ghé vô Mỹ, qua, sẹt qua Anh. Xuống đây cái qua Mỹ, mà xuống Florida xong rồi cái xuống qua châu Phi xuống Nam Mỹ. Nam Mỹ xong bay tốc qua Singapore. Wow, cái đường này dài ha. Cái đường này cũng dài. Yeah. Rồi xong từ Singapore thì chạy qua Việt Nam mình. Mà sao họ vẽ cái đường này ha. Nó đâu đi trong đất liền đâu. Thì đó, bây giờ là đang ở đó. Đang ở tại Việt Nam. Rồi hiện tại á, là từ khi mà đổi qua là Silver Queen như vậy, là cái chủ này là tên Solon Lines. Thì nhập vô trong cái group của Rockport AG Port Service này. Nghĩa là cái tên Silver Queen này á, là cái tên của cái con tàu này. Nhưng mà có cái chữ mà mình thấy chữ Sim này á, là một cái công ty có cái logo là giống như cánh 4 cánh 10 mà. Cánh 10 mà có 4 cái sọc này á. Thì đây là cái công ty mà chở xe. Cái đây công ty chở xe, nó có cái tên đó. Các bạn nhớ là chỗ này á, thì VinFast đã đổi cái tên đó, dán cái logo của mình lên. Mình không biết cái đó là người ta sơn rồi người ta dán lên hay là người ta dán ở trên Photoshop. Là cái chuyện đó là mình từ từ mình đi coi từng chi tiết rồi các bạn kết luận nha. Là chỗ á, tên này. Rồi, bây giờ mình phải vô cái Silver Queen này. Bạn nhớ cũng cái số đúng là cái số là 9427938. Đó. Cái MMSI đây là từ khi có cái tên Silver Queen á, thì cái số khác, ngày 15 tháng 11 á, thì upload này lên. Cái photo này á, thì các bạn thấy nó trắng bóc từ đầu đến đuôi. Những cái chi tiết mà về thường thường á, là trên cái những cái con tàu mà vận chuyển hàng hải ở trên biển như vậy á, thì nó phải treo cờ. Cái này á, nó xóa đầu chi tiết mất cờ luôn. Không có thấy cờ vậy trơn, mấy cái cây cột gì tùm lum nó tiêu vậy hết. Bây giờ là con tàu này nó thực sự nó đang ở Việt Nam thì bạn có thể chụp hình được. Nếu mà sơn lại thì hình phải rõ đi chứ, thì họ phải chụp một cái để tự hào cái công của họ chứ. Nhưng mà mình thấy đặt cái chữ VinFast vô chỗ này thì nó cũng là nó vô nghĩa, là bởi vì đây là VinFast đó là một cái công ty là chế tạo xe hơi. Thì tại chỗ này cái tàu mà đang chở hàng hóa mà. Họ thường thường những cái tên trên tàu này ấy, thì những cái công ty là vận chuyển hàng hóa, chẳng hạn như là Sim rồi này kia. Có nhiều cái công ty, nhiều cái tên khác là mình thấy, bạn thấy là để trên thân tàu toàn là những cái tên công ty mà shipping không à. Chứ ít ai mà để cái tự nhiên, chẳng hạn là như là để chỗ này mặc đành đồ hay là để cái gì là nó lạc quẻ đi. Có thể là họ làm với mục đích gì thì mình không biết, nhưng mà chắc chắn là không phải sơn rồi. Đa số chứ không phải là tất cả thì đều có cái e-ship, tức là cái thông tin của cái tấm hình này. Thì cái tấm hình này đặc biệt không có thông tin gì hết, chỉ có cái ngày mà chụp rồi cái địa điểm là ở Việt Nam, có location node X rồi này kia đầy đủ, nhưng mà có 6.000 mấy người xem rồi. Nhưng mà người đặc biệt cái photographer này á, tên Nam LP, sinh 1998 à, thì chỉ upload được có một cái video à. Chỉ capture được có một cái vessel này. Những người ví dụ như là mình cho cái hình kế tiếp đi. Thì những người mà post lên đây á, đa số họ đã từng post rất là nhiều. À, cái hình này á, thì ở từ ở Facebook, Instagram rồi đem qua thôi. Chứ không có là ở đâu. Còn những cái người này họ chụp họ trực tiếp, họ upload lên đây là... có tên là máy nè, máy Canon Power Shot này kia. Rồi có những cái thông tin về cái tấm hình aperture bao nhiêu, focal length là bao nhiêu, exposure là bao nhiêu, ISO là speed được cái gì, nó có hết ở trong này.
cái địa điểm cũng có, nó tự nó tại vì nó thâu nó giữ ở trong đó. Tức là đây là 12 tháng 7 năm 2022. Vừa chụp xong là người này họ upload lên liền. Bạn thấy ở tháng 7 cho tới tháng 11 cái chiếc tàu này vẫn còn là bị hoang rỉ, chảy rồi tùm lum, mà qua tới tháng 11 á, 15 tháng 11 thì nó trống bốc từ đầu đến đuôi. Thì có thể trong thời gian đó Việt Nam giàu quá rồi sơn lại cho trắng, mình không biết. Bao giờ mà để sau cái ngày đó mà nếu mà có tấm hình mà post lên á, nó vẫn còn. Tại vì bây giờ người ta tới cái tấm hình này là có bên kia có tấm hình tới tháng 9 là vẫn còn hoang rỉ, nó chưa được sơn trắng. Đây là cái hình hồi tháng 6, 29 tháng 6 thì nó cũng còn hoang rỉ vậy, dĩ nhiên rồi. Còn trước đó bạn nhớ cái số này 9427, mà có nhiều khi mình dồn cái tàu mình thấy nó cũng giống giống, nhưng mà thật ra là nó khác. Còn cái này nếu mà qua đổi qua Silver Queen rồi thì cũng cùng một số MMSI này luôn. Cái số này như hồi nãy mình nói là nó gồm cái 9 cái số. Này qua viên phá sẽ là cái số thứ hai, cái mà hồi nãy là nó mới upload lên bữa hôm nay luôn, hai ngày trước. Nhưng mà cái hình thì lại chụp lâu rồi, tuy mới upload nhưng mà cái hình thì chụp lâu rồi. Để mình tất cả những cái hình mà chụp ở đây các bạn thấy đều có thông tin hết à. Người thì chụp Sony đó, chụp ở đâu, location nào, nó có đầy đủ hết á. Chỉ có cái tấm ở Việt Nam của mình đặc biệt là cái người chụp á, không phải chụp nữa, đấy hình đâu ra gây không biết. Rồi chỉ có một cái tấm hình duy nhất mà không có thông tin, không có ai ship gì trơn á. Đây có tên, có tuổi rồi đàng hoàng. Máy Sony DC19 để có những cái thông tin nào của cái máy, có thời gian chụp đồ này kia. Cái số Silver Queen, cái số này y chang là mình biết, mình coi đúng cái con tàu mà mình tìm. Thì ở đây cũng con tàu này bạn coi lại đúng cái số của nó không, cũng 9427, 938. Mà một cái website khác, cái website nào là myshippingtracking.com. Thì mình đây thì nó chạy như hồi nãy mình nói là nó đi từ Baltimore của Timor của Mỹ á, rồi đi xuống Florida. Baltimore là ở phía đông nước Mỹ. Rồi bây giờ là nó đi qua Hải Phòng. Ở Baltimore thì ngày 3 tháng 8 năm 22 thì tới 25 tháng 9 là đã tới Hải Phòng rồi. Là đó, lúc này thì có cái chiếc tàu lúc vô đây á, có chiếc tàu là tháng 9 hồi nãy mình thấy là vẫn còn reset á. Từ này chạy lên đây. Bạn có thể search nó trong có nhiều cái website, nếu mà mình có ví dụ như có nhiều người họ sống họ có cái hobby á, họ chỉ là ngồi canh những cái con tàu lớn đó đó, họ chụp rồi họ upload lên, có nhiều người cả hàng ngàn cái tấm hình á. Ở đây á thì mình không có chấp nhận cookies cho nên để mờ vậy. Cũng không cần, mình chỉ biết là nó từ châu Phi. Ở châu Phi là nó 28 tháng 8 là nó ở châu Phi, rồi từ châu Phi nó đi qua Singapore rồi ghé qua bây giờ là đang ở Hòn Gai, là 19 tháng 10 á, là đã có mặt ở Hòn Gai này. Đó là cái voyage information. Ở đây là Nghệ An. Tới chỗ này họ không có theo dõi được nữa. Cái này thì wow, quá chừng luôn. Bây giờ là đang ở cái vịnh từ Singapore qua. Singapore thì 21 tháng 9 năm 2022. Cái coi số này đúng là đúng cái tên, có nhiều khi mình cái lá cờ Panama thấy không? Panama là để chở hàng, chở xe. Mỗi cái chuyến như vậy á, với cái tàu mà dài 180 với rộng 30 mét này á, nó chở được 5.000 chiếc xe. Muốn chia sẻ ở đây á là thấy người ta chụp máy này là máy Panasonic, là chỉ là point and shoot thôi. Nó mà họ chụp thấy chi tiết không? Thấy lá cờ, thấy đầy đủ hết. Đó, thấy cái sợi dây rồi thấy cũng thấy rõ ràng, mà tới cái chuyến tàu của Việt Nam mà khỏi thấy cái gì luôn. Không thấy gì hết trơn trên này hết trơn, tại xóa hết trơn à. Là không phải là cố ý xóa mà tại vì đổi background rồi này kia đó thì làm mất hết trơn chi tiết. Mà chiếc tàu thì sạch sẽ. Bên này thì nó trắng bóc luôn. Còn cái chiếc tàu mà bên này cũng trắng, còn có khi thì dòm đó. Đây này, đây thì còn vàng khè.
cũng mất hết cái hình tượng chụp sát vô, lấy sát vô mà không có thấy gì hết trơn. Mất hết trên cái đỉnh rồi, mất hết trơn luôn. Rồi, để mình coi cái gì nữa. Như vậy, câu hỏi được đặt ra là tàu dán cái tên, cái logo VinFast lên, thì chiếc tàu này có phải là VinFast đã mua lại hay không? Thì câu trả lời của mình là mình nghĩ là không rồi. Bởi vì mình xác thấy là chủ cũng vẫn còn đó, lá cờ đăng, lá cờ của Panama nó vẫn còn đó, cái số tàu, cái số mà gọi là International Maritime Organization á, nó vẫn còn, số 94. À, cái đó là không thay đổi, không nói gì quên, nó lộn cái Maritime Mobile Service Identity á, tức là khi đổi chủ là nó phải đổi luôn cái số đó. Mình thấy nó chưa đổi, nó vẫn còn chính con số là 35200-1162. Rồi người chủ nó là ở Dubai, bây giờ vẫn còn ở đó, thành ra không, chưa thay đổi tin tức cái về người chủ này thì không thể nào là VinFast là chủ của chiếc tàu này. Rồi nếu mà không phải chủ, tại sao lại cái tên, cái logo nó được nằm ở trên chiếc tàu đó? Mà logo của Silver Queen này là cái tên con tàu, còn cái logo mà của công ty vận chuyển á, là SIM, là cái công ty của người Na Uy. Thì cái công ty tên của cái tên SIM với lại cái logo nó bị xóa đi, thay thế bằng chữ VinFast với cái logo chữ V đó, là nó lạc quẻ, là bởi vì đây là cái tàu vận chuyển hàng hóa trên đường biển mà tự nhiên dán vô cái công ty sản xuất xe để làm cái gì chạy trên biển đó, là thấy nó lạc quẻ phải không? Rồi nếu mà họ sơn á, thật sự họ sơn lại, ví dụ như bây giờ là mượn đi, hay là nói vô nước tôi đậu ở Hải Phòng, đậu ở Hòn Gai, đồ này kia thôi, lâu quá thôi để tôi bỏ tiền ra tôi mua sơn về sơn. Mình đã sơn xong mà cái công trình như vậy, sơn một chiếc tàu vậy mà không có chụp được tấm hình này, chứ có một cái tấm hình duy nhất là upload lên ở trên đó thôi, mà không có e-ship, không có cái gì hết trơn, thì mà mất nét, mất đồ hết trơn, những cái sợi cáp, sợi đồ cái trên cái đài khí tượng cái gì trên đó không có thấy cái gì hết trơn á. Bạn thấy có đáng cái công để bỏ sơn không? Mà nó không đáng. Như vậy á, thì rõ ràng là chỉ là Photoshop tấm hình. Còn cái sau khi mà upload lên rồi á, bị người này nói qua, người kia nói lại, thì upload một cái video After Effects, mình nói rất là dễ dàng, bỏ cái tàu ở phía sau rồi ép chung vô cái cảnh phía trước mấy người mà chơi trên sông trên biển đó. Cái chuyện dễ dàng, không có cái gì là khó. Có người nào mà không biết á, thì mới nhìn cái đó, ồ là không có thể nào mà chế ra được. Họ nói hình thì chế được, cái phim mà không chế được là họ không biết cái về những cái chuyện mà họ người ta làm phim. Có nhiều khi bạn coi phim bạn tưởng thật đó, nhưng người ta chỉ là, nhưng mà ở cái phim trường thì nó có trình độ cao rồi. Ở đây mình nói chỉ người beginner thôi, chỉ người là mà không biết gì hay biết sơ sơ chút đó, cũng sửa được, cũng làm được à. Như vậy thì kết luận của mình là chiếc tàu đó vẫn không phải VinFast không phải là chủ. Và cái logo đó mọc lên á, ở trên cái thân tàu á, thì cũng lạc quẻ, chắc không phải là nó sơn sửa, mà mình nghĩ nghiêng phần về Photoshop với lại After Effects là cho cái video đó hơn. Rồi, thì đó là ý kiến cá nhân của mình thôi, sự thật như thế nào thì cần phải chờ vài tháng nữa có hình kế tiếp. Tức là sau 15 tháng 11 mà con tàu này vẫn còn hoang rỉ, vẫn còn nằm có cái chữ logo của hãng SIM, cái công ty và chở xe đó, thì cái lời mình nói đúng chứ. Còn nếu mà thấy nó trắng lại với cái tên mà VinFast đó thì mình nói sai. Rồi, video mình coi như là kết thúc. Mình kết thúc nó bằng hai câu thơ của Nguyễn Đình Chiểu là: chở bao nhiêu đạo thuyền không khẩm, đâm mấy thằng gian bút chẳng tà. Đại ý là mình nói âm binh, gian dối, láo phét thì nó đông như quân nguyên. Thôi, xin chào, tạm biệt. Bye bye.